Ẩm thực Việt Nam dễ dàng du nhập những món ăn mới lạ và độc đáo từ các nước, đặc biệt là những nước láng giềng như Thái Lan. Thái Lan nổi tiếng với các món ăn rất đậm chất và hương vị như tôm dươm, bát Thái, lẩu Thái hay cà ri Thái. Bún Thái là một món ăn được du nhập vào Việt Nam những năm gần đây, đã thu hút rất nhiều thực khách yêu thích. Món ăn đậm chất hương vị Thái đã thực sự chinh phục những khách hàng khó tính. Khá nhiều quán bún Thái đã xuất hiện ở Sài Gòn và Hà Nội, thu hút rất đông thực khách. Vào mùa đông, thời tiết lạnh, món bún Thái sẽ rất thích hợp để khởi nghiệp kinh doanh tại các tỉnh phía Bắc và vùng núi. Những tô bún Thái thơm ngon, nóng, đậm chất, rất hợp khi ăn vào mùa lạnh. Tại Nespay, thầy Y là một chuyên gia ẩm thực. Thầy đã nghiên cứu và giảng dạy rất thành công món ăn này cho nhiều học viên có mong muốn khởi nghiệp. Anh Tuấn hiện đang sống tại Thái Bình. Anh đã tìm đến thầy Y để thọ giáo bí quyết nấu và chế biến món bún Thái nổi tiếng. Tôi tên là Tuấn, quê ở Thái Bình. Và hôm nay tôi lên đây gặp thầy Y để học món bún Thái hải sản. Hôm nay một ngày giữa tháng 6 năm 2022 thì tại Hà Nội, thầy dạy cho anh Tuấn từ Thái Bình. Bây giờ là mong muốn là khởi nghiệp bằng cái nghề là bún Thái. Đây là bún Thái Lan ha, đây là món phải nói thầy nói là cái món bún ngon nhất. Thầy ngon nhất vì cái cách nấu bún Thái rất là cầu kỳ, rất nhiều cái hương và gia vị. Đó, đòi hỏi là phải nói là cái trình độ nấu phải rất là cao. Bún Thái phải nó hấp dẫn, rất hấp dẫn, không những người Thái mà người Việt. Đó, vì cái độ hấp dẫn từ mùi vị rất là béo và thơm ngon, đó, mà rất là hợp với hải sản. Những khâu lựa chọn nguyên liệu như tôm, mực, cá, xương gà, rau ăn kèm, cách sơ chế và bảo quản đều đã được thầy Y chỉ dẫn rất tỉ mỉ. Cách hầm nước lèo, cách ướp hương, nêm gia vị để tạo nên nồi nước lèo thơm ngon đậm chất Thái. Thầy đã hướng dẫn cách làm sa tế Thái, nước chấm Thái kèm theo món bún Thái, được thực hiện rất cầu kỳ và đặc biệt, làm cho tô bún Thái rất ngon và đẳng cấp. Chọn nguyên liệu, chọn những cái xương để hầm cái nước dùng. Cách hầm xương trong bún Thái cũng rất là đặc biệt. Và thầy hướng dẫn cái cách hầm làm sao cái nước nó trong. Đó, cũng như là ướp hương gia vị để tạo một cái nồi nước lèo rất là đặc biệt. Đó, thầy hướng dẫn với bà con bảo quản để làm cái hướng công nghiệp. Đó, cũng như nước lèo mà có thể dùng cho nhiều ngày. Hướng dẫn cái tổ chức cái quầy bán hàng. Cách sắp xếp làm sao mà đưa ra cái tô bún nó nóng và nhanh nhất. Đó thì rất là nhiều cái khâu để thầy hướng dẫn. Không những là đạt được cái bún Thái ngon và hấp dẫn, còn đạt được cái tốc độ phục vụ nhanh. Đó. Và giảm được rất nhiều cái nhân công cũng như là chi phí. Đó là những bí quyết mà thầy dạy trong món bún Thái. Qua buổi học hôm nay, tôi thấy thầy truyền đạt bí quyết rất là dễ hiểu, tỉ mỉ. Về hương vị của món bún Thái hải sản, tôi thấy là rất đặc trưng và rất ngon. Qua buổi học ngày hôm nay, tôi chân thành cảm ơn thầy đã truyền bí quyết cho tôi. Tất cả các quy trình chế biến được thầy Y hướng dẫn theo hướng công nghiệp, giúp cho chất lượng món ăn ngon, đồng đều, giảm thiểu chi phí nguyên liệu và nhân công rất đáng kể. Giờ đây, anh Tuấn đã hoàn toàn tự tin để tổ chức sản xuất và triển khai kinh doanh mô hình quán bún Thái ngay tại quê nhà Thái Bình. Chúng tôi chúc anh kinh doanh thành công.